Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Sò đây. Không biết các bạn có từng nghĩ như mình chưa nhỉ? Là mình có một cái quyển sổ sketch, mình có thể phác thảo với bút chì nè, mình có thể đi nét với bút like, mình có thể vẽ marker, mình có thể vẽ màu quad, và nhiều hơn nữa thì mình có thể vẽ màu nước ở trên đó nữa, cho dù là chỉ 2 hoặc 3 lớp thôi cũng được. Nhưng mà cái việc này thì rất là khó, bởi vì cái chất giấy của những cái dòng sổ sketch thường là không đáp ứng được cái điều này. Vậy thì các bạn hãy cùng mình unbox cái món quà hôm nay để biết về một cái dòng sổ sketch mà mình có thể vẽ được màu nước ở trên nó nha. Trên tay mình là quyển sổ sketchbook Premium Internal Pro 180GSM đến từ nhà ông Mặt Bự. Đây là một sản phẩm đến từ Việt Nam và là một sự nỗ lực cố gắng phát triển đồng hành cùng với các bạn trong cộng đồng yêu vẽ và học vẽ. Chúng ta sẽ cùng xem là bên trong quyển sổ này nó như thế nào nha. Đầu tiên khi mà mới mở ra thì mình cảm thấy là nó rất là to nha. Và định lượng của giấy này là 180GSM và bìa của nó thì rất là cứng chắc luôn, bìa rất là dày nha. Kích thước sổ thì to hơn A4, cộng sổ thì theo mình thấy thì nó cũng hơi to. Mở đầu vào thì các bạn có thể thấy là chúng ta có một cái phần bìa cứng để mình có thể kẹp những cái trang giấy vẽ của mình hoặc là những thứ linh tinh vào trong cái phần bìa cứng này. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có một chút lời nhắn nhủ về cách bảo quản cũng như hướng dẫn sử dụng một số phần lưu ý đến từ team. Được biết thì cái quyển sketchbook này thì có một cái phần tutorial dành cho những cái bạn beginner. Đây là lần đầu tiên mình thấy trong quyển sổ sketchbook thì có tích hợp luôn cả phần tutorial này vào. Và điều này thì làm cho mình khá là ấn tượng. Trong đó thì có khoảng 40 trang là mục lục và cũng như là các tutorial về vẽ cho các bạn. Nhưng mà mình sẽ chỉ show cho các bạn xem một số cái phần cơ bản cái quyển sổ này thôi nha. Còn cụ thể như thế nào thì các bạn nên tự trải nghiệm khi mà các bạn trên tay cái quyển sổ này nha. Chúng ta có rất là nhiều thứ, ví dụ như là anatomy, những cái phần trang phục, phần vẽ màu, một số cái cách vẽ tóc, cũng như là chia những cái tỷ lệ cơ thể gương mặt này kia, khá là đa dạng, mình thấy là vậy. Và đây cũng là một cái sự hợp tác với rất là nhiều bạn artist, và mình nghĩ là những cái tutorial này thì đối với một số bạn cần thiết ha, và mình nghĩ là nó sẽ hữu dụng bạn mới nhập môn. Trong đó thì có cả hướng dẫn về cách vẽ marker nữa nè. Giấy thì mình thấy là khá là dày, định lượng 180GSM mà số tờ giấy thì mình thấy nó cũng khá là nhiều nữa, bởi vì cầm rất là nặng tay luôn. Mình sẽ sketch thử một chút với vẽ chì và cũng như là bút lai nét. Mình thì mình thích khi mà phác thảo trên những cái quyển sổ sketch thì mình thích phác thảo bằng những cái cây bút chì gọt hơn, bởi vì cái ngòi bút chì gọt thì nó sẽ không có làm tróc những cái vân giấy, loại giấy mà nó nhờ giấy sketch nọ thứ. Dĩ nhiên thì sketch bằng bút chì kim hoặc là sketch bằng bút lai nét thì cũng được thôi. Mặc dù cái ngòi bút nó nhỏ nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn cái bút chì gọt thay cho bút chì kim. Và chúng ta sẽ cùng nhau test một số cái bút chì gọt mà mình đang có và cũng như là bút chì kim, xem cái độ đậm của bút chì lên trên giấy như thế nào nha. Mình sẽ có các loại bút chì từ HB cho đến 8B và cũng như là ba cái cây chì than. Và ở đây thì mình sẽ test cho các bạn xem cái độ đậm nhạt khi mà chì lên trên giấy nha. Mình thấy là cái độ đậm của bút chì thì sẽ tùy theo cái lực nhấn của các bạn. Như là mình thì mình nghĩ là mình sẽ chọn bút chì gọt. Chọn những cái cây bút chì cỡ khoảng từ 2B cho tới 4B thôi là nó cũng đã đủ đậm rồi. Còn nếu mà bạn nào muốn đậm đà hơn hoặc là các bạn muốn vẽ đen trắng thì các bạn có thể chọn những cái loại chì ví dụ như là 6B hoặc là 8B. Tiếp theo thì mình có một số cái phần test với lại bút lai nét. Có một số cái bút lai nét của mình thì nó cũng hơi hết mực rồi cho nên là nó cũng hơi đứt. Nhưng mà các bạn có thể quan sát cái phần mà mình lai nét ở trên giấy này ha. Mình thấy nó khá là mượt mà luôn. Và lai nét cũng dễ, bởi vì cái giấy này thì mình thấy là nó láng chứ nó không phải là nó có vân. Kiểu như là nó chỉ hơi, khi mà các bạn sờ vào tay thì nó chỉ hơi nhám nhám tay thôi, chứ nó không có vân sần sần. Cho nên là nó cũng khá là dễ khi mà các bạn lai nét. Còn với những cái loại giấy vẽ màu nước của mình thì thường là nó sẽ có vân giấy khá là lớn, cho nên là khi mà lai thì đôi khi nó cũng sẽ bị rung rung tay. Còn giấy này thì mình thấy là lai nét khá là mượt và mình cũng khá là thích phần lai nét này. Phần test cây bút lai nét thì mình có test trên nhiều cái loại bút khác nhau. Trên tranh của mình đang test là mình đang cầm cây Mangaka, thì cây này mình đang khá thích dạo gần đây. Vẽ thì cũng mượt mà và nói chung là không có gì phải chê cả. Và mình nghĩ là một cái bài test về bút lai thì nó quá là đơn giản so với cái loại giấy này. Đây là cái dòng sổ sketch đa năng, tiện lợi và sử dụng được cho nhiều chất liệu. Có nghĩa là khi mà các bạn trải nghiệm cái sản phẩm giấy này thì các bạn sẽ không cần phải đầu tư cho nhiều loại giấy, ví dụ như là giấy vẽ marker, giấy vẽ màu chì, giấy vẽ đi nét hoặc là giấy vẽ màu nước vân vân. Chúng ta có thể thoải mái sáng tạo và thể hiện ý tưởng của mình trên trang giấy mà không bị gò bó về phần chất liệu ha. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ tiết kiệm hơn những cái khoản chi phí để đầu tư vào nhiều cái loại giấy khác nhau nữa. Tiếp theo thì mình nghĩ là các bạn chắc là băn khoăn rất là nhiều về cái phần bôi và tẩy xóa trên một cái loại giấy mà mình nghĩ là nó hơi nhám nhám như vậy. Mình sẽ test trên hai cái loại chì mà mình nghĩ là các bạn thông dụng nhất. Thứ nhất là chì kim và thứ hai là một cái bút chì khá là đậm, đó là cây 6B của mình, và mình sẽ tẩy gom tẩy thường thôi nha, không cần phải tẩy đất sét gì cả, mình tẩy khá là mạnh tay luôn á.
mình thấy là trên cái phần giấy thì nó sẽ có một ít cái phần sần sùi bởi vì mình đã tẩy đi rồi mà. Nhưng mà các bạn vẽ, nếu mà các bạn vẽ những nét chì nhạt thì nó sẽ không có để lại cái dấu vết gì cả. Còn với những cái dòng bút chì mà nó đậm như cái 6B của mình thì dĩ nhiên là nó vẫn sẽ để lại một số cái vết chì khá là đậm ở trên giấy rồi, và có thể là tẩy nó không có sạch hẳn được như là ban đầu. Theo thì chúng ta sẽ có một bài test với marker. Mình sẽ test màu marker với lại 5 lớp cơ bản màu xanh này thì mình nghĩ là nó cũng không quá là đậm đâu. Cá nhân mình khi mà sử dụng màu marker trên giấy á, thì mình nghĩ là nó tùy theo cái cách bạn sử dụng nữa, và cũng như là tùy theo cái cây bút của các bạn nó như thế nào. Ví dụ như là những cái cây mà nó có màu mực đậm á, và nó có mực ra nhiều á, thì dĩ nhiên nó sẽ thấm ra đằng sau ngay từ lớp đầu tiên. Nhưng mà với những cây có màu mực nhạt và cũng như là nếu mà các bạn đi nét dứt khoát á, thì dĩ nhiên là nó sẽ không thấm ra đằng sau, hoặc là đến 2 đến 3 lớp khi mà các bạn bôi qua thì nó mới thấm ra đằng sau. Thì cá nhân mình thì mình sử dụng thì mình thấy như vậy ha. Ví dụ như là cái màu nâu đậm này thì sau khi mà mình lật qua trang giấy sau thì các bạn có thể thấy là nó thấm ra đằng sau mặt giấy. Tuy nhiên là nó cũng không có thấm ra quá là nhiều so với lại cái tờ giấy trắng ở phía sau của mình mà mình cho các bạn xem đây. Cái phần giấy mà hồi nãy mình đã tẩy xóa đó, mình sẽ phủ một cái lớp màu nước lên để xem thử xem là cái vân giấy nó có bị tróc ra quá là nhiều hay không. Như các bạn nãy thấy là mình tẩy nó cũng hơi mạnh tay đó, nhưng mà mình thấy là nó cũng vẫn ổn và vẫn tô màu nước lên được so với lại cái phần giấy mà mình không tẩy xóa. Cái điều khiến mà mình băn khoăn nhất á chính là cái phần tô màu nước lên trên giấy. Giấy thì nó sẽ bục hay bở ra hay không. Cá nhân mình khi mà trải nghiệm sử dụng cũng như là mình đang quay video cho các bạn xem thì mình thấy là nó bình thường, mình tô hết sức bình thường luôn. Và dĩ nhiên thì mình sẽ không tô wet on wet mà mình sẽ tô wet on dry rồi, đúng không? Mình thấy là nó rất bình thường, nó không có cái vấn đề gì cả. Và nếu như mà các bạn muốn trồng lớp tiếp theo thì các bạn lưu ý là các bạn chờ cho cái lớp đầu nó khô rồi thì sau đó các bạn tô thì nó sẽ ổn hơn, tùy theo cái cách mà các bạn tô thôi. Còn cá nhân mình thì mình vẫn vẽ rất thoải mái, nên đắp lớp nào thì nên đắp lớp đó, hoặc đi màu như thế nào thì đi màu như thế đó thôi, chứ mình cũng không có phải là có một cái tip gì đó nó quá là cao siêu hay quá là chi tiết khi mà mình vẽ cái màu nước lên trên loại giấy này đâu. Với một cái tờ giấy mà nó có định lượng 180 GSM, sau khi mà tô xong thì giấy nó sẽ bị cong là cái chuyện hiển nhiên rồi. Nhưng mà cá nhân mình thấy là nó cong không có đáng kể. Và nếu như mà các bạn để cho nó vào form và cũng như là nó nghỉ qua đêm thì nó sẽ đỡ cong hơn phần nào, mình thấy là vậy. Trong cái quá trình mình test, dĩ nhiên là mình cũng vẽ rất là nhiều cái tranh để mà mình có thể test và cũng như là xem về cái chất liệu, xem là giấy nó có đúng như quảng cáo của các bạn bên team ông mặt bự nó hay không. Cá nhân mình thì mình thấy là ok. Và cái quyển sổ này thì mình thấy là xài được, nó không có bị tróc vân giấy quá nhiều. Và cũng như là bôi xóa thì thật ra mình cũng không có tẩy đất sét để mà mình tẩy đâu. Mình vẽ rất là bừa bãi và nên tẩy thì vẫn tẩy thôi, chứ cũng không phải là tẩy nương tay hoặc là bôi xóa gì đó mà nó kỹ càng cả. Và nói chung là mình vẽ cũng khá là thoải mái thôi, các bạn có thể thấy trong video của mình. Trong lần hợp tác này giữa mình và ông mặt bự thì có tổ chức một cái giveaway nho nhỏ dành cho các bạn. Khi các bạn like trang fanpage ông mặt bự và cũng như là share video của mình, các bạn có thể comment 3 con số bất kỳ ở bên dưới video. 6 bạn may mắn nhất sẽ nhận được phần quà, đó là 3 quyển sổ sketchbook dòng Multi Paper 180 GSM kèm với pocket 12 màu chiết 0.5mm, và 3 quyển sổ High Flash sketchbook dòng Multi Paper 180 GSM kèm với lại pocket 4 màu chiết 0.5mm. Mình sẽ để thêm thông tin chi tiết về giveaway cho các bạn ở bên dưới phần comment nha. Cuối cùng là chất liệu quartz, và mình sẽ cho các bạn xem một số tranh mình vẽ. Mình nghĩ là cái chất liệu quartz này thì nó rất là đơn giản rồi, bởi vì nó là cái màu đặc và nó đắp lớp lên. Mình nghĩ là đây là một cái bài test mà nó rất là đơn giản cho cái loại giấy này rồi, không có gì phải nói thêm với cái loại giấy và cũng như cái chất liệu này. Trong cái quá trình mà mình test á, thì dĩ nhiên là mình cũng có đọc những cái bài review đến từ các bạn và cũng như là đọc những cái phần đánh giá ở trên trang bán hàng của hãng. Một số bạn thì vẫn chưa hài lòng với chất giấy và cũng như là chưa tin tưởng về chất lượng của giấy là có đắp nước lên được hay không. Qua video này thì mình nghĩ là các bạn sẽ tự có câu trả lời cho bản thân mình sau khi mà thấy mình vẽ. Nếu như mà bạn nào muốn mua thử cái sản phẩm này thì các bạn có thể vào cái phần link mà mình để ở bên dưới video nha. Nói về khen hay chê thì mình nghĩ là chê thì chắc là to quá, quỹ sổ này to quá và mình nghĩ nó không có phù hợp để mà di chuyển ra bên ngoài. Những cái điểm lưu ý nhỏ và những cái điểm tiểu tiết thì mình sẽ để trong cái bài review mà mình sẽ review ở trên trang Sò Kim Ra Review cho các bạn đọc và các bạn có thể tham khảo một cách chi tiết hơn. Còn video hôm nay thì mình sẽ đến đây thôi. Và nếu như mà bạn nào thích video này thì có thể chia sẻ về để chúng ta cùng chơi giveaway cũng như là trúng những phần quà rất là dễ thương đến từ nhà ông mặt bự nha. Ok.